trong đời sống cần có một tấm. Thưa quý vị, cuộc sống là những ngày tháng chúng ta bộn bề với lo toan, không ai biết trước được điều gì. Thế thì những ngày tháng ta sống trên cõi đời là việc yêu thương, sống cởi mở và tử tế với nhau. Sau đây sẽ là một câu chuyện mà chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc. Hãy đi tìm một người mang trong mình trái tim của một người khác. Tôi khẽ khàng chạm tay lên lồng ngực, nghe hơi ấm từ trái tim hồng rực. Từng nhịp tim như từng hồi thổn thức, chực vỡ hòa những nức nở yêu thương. Mỗi sớm mai nắng lại chiếu qua thềm, người cho tôi thêm những ngày nắng mới. Trong thiên không có tiếng ai thầm gọi, nhắn tôi nhớ dùng nguồn cội tin yêu. Còn vẹn nguyên những xúc cảm luyến lưu, người đã chắc chiêu những mùa thanh xuân ấy. Tôi mang trong mình trái tim người khác, là mang theo cả bát ngát yêu thương. Để đi tìm cái điều kỳ diệu khi trái tim của một người này lại sống trong cơ thể của một người khác thì như thế nào? Số 1, điều gì đã xảy ra với bạn? Là em bị bệnh tim cơ thể sớm, nó bị bơm máu lên, nó không có thông được máu nhiều và nó yếu. Ca phẫu thuật đó nó đòi hỏi bao nhiêu tiền? Ca phẫu thuật cũng khá đắt, là 1,5 tỷ. 1,5 tỷ. Và sau đó là có một phép màu may mắn, đó là bác sĩ cũng có thông báo là có một người là hiến tim và có những mạnh thường quân giúp đỡ, các nhà báo và quân y cũng giúp đỡ cho em ạ. Bạn số 2, trước khi mà thay tim thì bác sĩ có đưa ra cái giải pháp gì không? Dạ, của em là chế độ 2, là có điều dưỡng bằng thuốc, nhưng mà một khoảng thời gian thì nó chuyển qua chế độ 4, là có chỉ định của bác sĩ là thay tim. Tức là nếu mà chế độ 2 là không cần phải thay. Bạn số 3 ơi, vì sao cái người được nhận tim lại là bạn mà không phải là một người khác? Qua mà các kết quả xét nghiệm thì chỉ có em là phù hợp nhất với kết quả tim đó thôi. Cái người hiến tim ấy nhóm máu gì? Dạ, nhóm máu A. Em? Dạ, em cũng nhóm máu A. Em thay tim lúc em mấy tuổi? Dạ, em thay tim vào năm em 18 tuổi. Rồi hỏi bạn số 4, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 40 tuổi. Ca phẫu thuật ghép tim của anh kéo dài bao lâu? Thưa chị, là ca phẫu thuật là của em kéo dài 8 tiếng. Bạn số 5, nơi bạn thay tim là chỗ nào? Bệnh viện Đại học Y Dược. Bao nhiêu lâu bạn mới bình phục? Từ lúc thay ghép tim là nằm viện lại 6 tháng. Bây giờ sẽ có một người nữa xuất hiện, giúp chúng ta đi tìm người bí ẩn một cách chính xác nhất. Xin mời nhìn lên sân khấu. Mời những người bí ẩn bên đây quay lưng lại. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ một người phụ nữ. Đây chính là mẹ của người đã tặng trái tim cho người bí ẩn của chúng ta. Bây giờ mời cô giới thiệu với quý vị khán giả một đôi lời. Tôi là Cẩm Thị Ngân, đã hiến tặng trái tim bạn trai để đem lại sự sống cho bạn. Bây giờ cô ấy sẽ bước sang bên kia và sẽ ôm từng người. Hãy bằng giác quan của những người chơi tìm ra đâu là nơi mà cô ấy sẽ ôm trái tim của con cô ấy. Xin mời cô. Như cô ấy, thật lòng là bước đi không nổi đâu thưa quý vị. Nhưng mà
đau nhiều rồi, cũng đã khóc nhiều rồi. Hãy bằng sự đồng cảm của mình mời hai đội chọn con số. Cả hai đội đều chọn vị trí số 4. Thì có cái phần chọn này là cái phần cảm thấy là em dùng cái cảm xúc để em cảm nhận thôi, chứ em không có dùng lý trí gì ở đây hết. Tại vì cái trường hợp này là nó đã chạm đến cái cảm xúc của mỗi người, và mình cứ để cho cảm xúc nó cảm nhận ở đâu thì em chọn ở đó. Chị Hương và Tấn Thành cũng chọn số 4 vì sao? Nói thật nha, cái cách cô đi qua, cô nghe cái đang mang trong mình trái tim của một người khác. Kết quả, trái tim sáng còn lại cuối cùng trước vị trí nào thì vị đó chính là người bí ẩn. Vị trí người bí ẩn số 4, cả hai đội đều chính xác. Dạ, con mời cô qua đây ạ. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ ra đây mình còn trò chuyện chút nha cô. Xin mời cô. Đứng ngay đây thôi. Rồi. Xin cảm ơn những người bí ẩn. Dạ, cô ơi, bây giờ cô có thể chia sẻ thêm chút xíu được không ạ? À, tôi là có con trai bị tai nạn là chết não. Coi như là chết đi 99% rồi. Thế thì bác sĩ cũng có chia sẻ là làm nhân đạo. Tôi cũng không biết là làm nhân đạo có thế nào. Nhưng tôi suy nghĩ chán, suy nghĩ mãi, xong đến chiều bác sĩ cũng có nói là những người bị lầm bệnh nặng như là suy tim, suy thận, mù mắt, thế tôi cũng nghĩ là không cứu được quán nữa mà thiêu đi thành gió bụi, mà giờ bao nhiêu con người đang cần sự sống. Thế mà lúc đó tôi nghĩ là quán đang lành lặn như thế mà giờ phanh quân ra lấy hết bộ phận của quán thì đau xót không biết mức độ nào. Nghiệp cũng nặng. Nhưng chỉ vì nghĩ đến cái sự sống của mọi người khác, thế thì mình nên chuyển đến đau thương để làm cứu người. Con riêng bản thân con xin đứng lên và cúi đầu cảm ơn cô đã cho tụi con cái suy nghĩ đẹp đẹp vô cùng mà con
con cảm nhận được, con cảm ơn cô. Cô ơi, cho con hỏi thêm là ngoài trái tim ra thì những bộ phận còn lại mà giúp cho những con người như thế nào ạ? Là những bộ phận gì ạ? Hai, một trái tim là thì Nguyễn Nam Tiến, hai trái thận, hai ca giác mạc, thế là được 5 ca, hoàn thiện 5 ca. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chia sẻ người rất là may mắn nhận được sự yêu thương vô bờ bến đó. Xin mời anh. Chào chương trình, chào các anh chị. Em là tên là Nguyễn Nam Tiến, hiện tại công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Cảnh sát biển Việt Nam. Em là từ lúc phát hiện bệnh năm 2015 nằm điều trị ở bệnh viện quân y 103. Thì sau quá trình điều trị thì là bác sĩ chẩn đoán lúc đó là suy tim là giai đoạn cuối, giai đoạn phải thay. Thì vào một hôm buổi chiều thì là các bác sĩ ở bệnh viện quân y 103 thì có báo lại với gia đình có một người là họ hiến tim rồi, chuẩn bị là gọi gia đình với người thân là chỉ cần cam kết giấy tờ với là để chuẩn bị tối hôm nay là ngủ trong đêm. Lúc đấy là các bác sĩ là trong đêm là đến ngủ là thâu suốt đêm sâu đến 8 đến 10 tiếng lúc mà ca ngủ mới xong. Mà sau đó khoảng 10 tiếng nữa tôi mới là tỉnh dậy. Lúc đấy là tôi là xác định là đã được cứu sống thêm một lần thứ hai. Tỉnh dậy tôi cũng đã suy nghĩ là muốn tìm đến nơi người mới đã không may là mất để hiến trái tim cho mình ấy. Để mình đến lúc khỏe lên thì mình đến cảm ơn và chia sẻ với gia đình. Thành thật theo ở bệnh viện thì các cái thông tin của người cho và người nhận thì bệnh viện họ lại giữ kín. Nhưng mà quá trình tôi làm viện ở bệnh viện quân y 103 thì họ theo dõi thì quá lâu, 3 tháng tôi mới xuất viện được. Vâng, ba tháng, sau 3 tháng thì các đài các báo mới đến hỏi thăm thì động viên. Thì tôi có hỏi là cho tôi biết là cái người đã hiến tim cho tôi thì ngày nào tôi sức khỏe bình phục trở lại tôi đến gia đình thắp nén hương cho người đấy và cảm ơn tới gia đình. Chúng ta sẽ xem một cái clip lần đầu tiên anh tìm được gia đình đó. Của anh để muốn sưởi ấm trái tim của anh. Hạnh phúc lớn nhất với bà Ngân lúc này là được ngồi bên và cảm nhận được những nhịp đập yêu thương thân thuộc từ trái tim của con trai mình. Thưa quý vị, từ hai người xa lạ, một người là mẹ của đứa con có trái tim hiến tặng, một người là được hiến tặng, và nay họ đã nhận nhau là mẹ con. Đó là cái sự thiêng liêng. Cô như con ôm cô một cái, anh động cô làm cao cả quá luôn á. Nói chung là xin cảm ơn cô đã làm những cái điều kỳ diệu và cực kỳ cao cả, cao quý. Nó là một cái động lực để cho nhiều người nhìn vào câu chuyện này tiếp tục có cái niềm tin là cứ sống tốt, chúng ta sẽ nhận được những cái kết quả tốt trong cuộc sống. Con cảm ơn cô rất là nhiều.
Và cô ơi, không phải vì cô đưa ra câu chuyện này con xúc động mà con làm điều này đâu, nhưng mà thật sự ra con muốn làm một điều gì đó cho những người đã sống tốt, đã nghĩ tốt và làm những điều tốt. Nên con xin gửi riêng cho cô 10 triệu để như một món quà của con dành tặng cho cô. Đó là tình cảm của con thôi. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Được chương trình ra đây mới đọc gì đến chương trình mấy câu thơ. Một đôi mắt, một trái tim nhân hậu, hay là gan hay quá tận, cứu sống được nhiều người, sống nhân văn nghĩa cử trên đời. Con hiến tặng để bao người được sống. Con yêu ơi, mẹ nhớ con ra giết mồ côi cha từ thờ còn thơ. Một mình mẹ lật đật thân cỏ, nuôi con lớn mong có ngày hạnh phúc. Sống chữ chuẩn, chữ tâm, chữ đức, tha thiên tàng cứu người phải không quân. Cảm ơn câu chuyện của cô, cảm ơn cô và anh đến với chương trình. Chúc cho cô sức khỏe, chúc cho anh sức khỏe và hãy thay người em đã mất của mình để lo cho cô. Em cảm ơn anh thời gian và cảm ơn chương trình.